Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật khá là đặc biệt nha mọi người. Em này thuộc dòng Heroist. Theo tôi là yêu cầu của khá là nhiều bạn comment bên dưới những cái video ha. Thì hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật này luôn. Con này thì là vua của Heroist luôn các bạn ơi. Đây, nó có một cái sức mạnh rất là bá đạo, sở hữu một cái bộ skin khá là đẹp nha mọi người. Đó, một cái màu vàng nha. Đây, có một cái khiên bảo vệ rất là tuyệt vời và mình cũng khá là mê bé này luôn. Nói sơ về thành viên này thì bé này sẽ có tập khoảng 4 chiêu nha mọi người. Tuyệt chiêu của cái bé này đó là phun điện. Hiệu ứng phun điện khá là ấn tượng. Tesla Ray. Ôi cha. Rồi, tuyệt chiêu Ninja hàng 8. Wow, Ninja là phóng phi tiêu nha. Ôi, tuyệt chiêu này là đấm xuyên tường. Wow, tuyệt chiêu này sau khi luyện anh em mình sẽ lên được tới 99 luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ngó sơ coi hiện tại thì đang có hai cái sự kiện nha. Bạn nào mà muốn biết cách chơi sự kiện thì cứ việc ghé vào cái trang web của mình là web hntchannel.com nha. Rồi, link mình để bên dưới phần mô tả video hay là các bạn có thể lên Google gõ nha mọi người. Lên Google gõ chữ hntchannel là nó sẽ ra luôn, hntchannel.com nó nằm cái bên dưới. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi chiến đấu trong khu vực list và còn phải win 4 hiệp tới công chuyện liền nha. Đây rồi, để chiến đấu win 4 hiệp thì anh em mình sẽ phái cái thành viên thuộc dòng đó chính là Heroist. Đây, ông vua của Titan các bạn ơi. Chưa có cái con Heroist nào là Heroist Titan cả. Và đây là cái thành viên đầu tiên cũng như là duy nhất ở thời điểm hiện tại nha. Vậy sau thì mình chưa biết là nhà sản xuất có ra được thêm cái bé nào nữa không. Nhưng mà bây giờ anh này đang làm chùm nhiên. Wow, khá là đỉnh luôn anh em ơi. Bé này thì sử dụng tuyệt chiêu giống như là thất thương quyền vậy đó, làm bị thương mình sau đó là mình mới gây sát thương cho tem bạn. Wow, một hiệp nha. Pha này thì anh em mình thay đổi rồng một tí đi. Mình sẽ mang rồng gì đây. Anh em thích mình review về con nào thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới nha. Anh ta có đọc được một cái comment đó là anh ơi, anh hãy review về nhân vật Titan băng đi. Đấy rồi, con Titan băng này sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ha. Tại hôm nay mình sẽ mang hai con nha, một là Titan băng, hai là cái thành viên này luôn. Wow, mất giáp rồi bé ơi. Và đây là sát thương siêu to khổng lồ. Đây đây đây, thể hiện kỹ năng nè. Ui, sau khi bế lượng máu của tên bạn tầm khoảng nửa cây thì giờ anh em mình sẽ xài tới cái chiến thuật của nhân vật Titan băng đi. Ui, một vệt băng dài vừa được xuất hiện nha. Chỗ này thì mình lụm luôn tên bạn cho nó nóng nè. Wow. Rồi, chạy vô đi các bạn ơi. Thành viên Heroist của mình sẽ ra làm mưa làm gió. Bé này thì là rồng đá nha mọi người. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HT một subscribe nha. Đây, mọi người nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn. Những cái con rồng rất là bá đạo và thậm chí là chưa xuất hiện ở bất kỳ kênh YouTube nào và vẫn có trên kênh của Ante Channel nha mọi người. Và đây thì các bạn xem trên điện thoại, các bạn kéo nhẹ xuống sẽ thấy cái khung này nha. Cái nút đăng ký nó sẽ nằm bên cái góc tay phải nha mọi người. Đó, ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh bấm vô nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái hiệp tiếp theo. Cái này thì anh em mình sẽ đến với cái thành viên. Wow, Heroist, bé này thuộc hệ pháp sư nha mọi người. Cái tuyệt chiêu của chú ấy đây, cái chiêu này là thuộc hệ pháp sư nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lụm nhẹ tem bạn đi. Wow, ca này có vẻ ổn nha. Tới công chuyện luôn anh em ơi. Rồi, sau khi mà quất xong 3 hiệp, anh em mình không quánh được trong khu vực này nữa rồi ha. Chỗ này thì mình còn một hiệp nữa để qua cửa, nhưng mà mình bị kẹt rồi. Khu vực West cần phải win một trận, vậy thì anh em mình sẽ đến với khu vực West xem. Ủa, ở đây mình cũng bị kẹt luôn rồi các bạn ơi, không đánh được. Chỗ này thì anh em mình đành sẽ đến với một cái khu vực, đó là khu vực Arena để giải trí nhẹ cho vui. Ở đây thì nhìn đồ hình của tem bạn thì cũng khá là hấp dẫn nha. Đây, anh em mình hôm nay sẽ mang hai bé Titan, một là Titan hệ điện. Wow, gồng lên một cái là nó giật muốn bốc khối luôn.
Và đây là nhân vật thuộc dòng hệ lửa các bạn ơi. Bắt đầu thôi nào. Wow. Rồi anh em mình sẽ nhờ đến thành viên thuộc hệ điện đi ha. Rồi là thể hiện kỹ năng đâu. Ui bé này có cái chiêu. Đây tiệt chiêu đất ha. Chiêu đất chiêu đặc biệt. Wow mất giáp rồi. Rồi sau 2 lượt đánh thì anh em mình mới hồi lại được cái chiêu này. Ôi gắt quá. Lớn. Wow, tan bạn khỏe quá các bạn ơi. Pha này mình sẽ nhờ đến Titan đi ha. Titan thuộc dòng hệ lửa. Wow, một lượng sát thương siêu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Phải nói đây rằng cái con rồng zombie các bạn thấy những cái giọt gọi là chất gì ta, chất màu này màu hồng ha. Nó nhiễu nhiễu ra rồi nhìn. Quá tuyệt vời. Rồi, Roti, bé này thì lại như là một chiến binh vậy. Tay cầm khiên, tay cầm kiếm. Và con này nhìn rất là bá đạo luôn nha mọi người. Ôi, anh em mình lượng đam không đủ. Pha này thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ bé Trâu Ngũ Khoan ra hỗ trợ một vé đi. Hỏi 90.000 luôn mọi người ơi. Con này phải nói đam rất gắt luôn. Đây 84 ha. Victory. Rồi, một hiệp qua cửa được là mừng rồi. Thành viên tiếp theo. Ui, anh em mình quýn trong đây có bộ rất là thú vị. Các bạn gặp toàn là cao thủ. Lần này thì mình gặp được hai bạn ha. Các bạn này, chụp hình gọi là hai người. Đó, khá là cù tè luôn. Đầu tiên thì lượng máu của anh em mình bị tuột dưới nửa cây. Mặc dù thuộc dòng Heroic nhưng mà gặp phải cao thủ thì anh em mình cũng gọi là bị tè tua đấy. Rồi, trời ơi, tuy nhỏ nhỏ mà võ công rất là cao mọi người. Cầm cây kiếm quay vòng vòng thôi là mình muốn hết máu với chú ấy đấy. Rồi, thành viên tiếp theo sẽ thuộc dòng... Ôi chà, cướp biển dùng Carrie. Wow, cướp biển dùng Carrie thì anh em mình đang được sát thương X2. Đây là thành viên bé trâu. Ủa, 82.000 luôn các bạn. Con trâu của mình đó là nó cũng rung muốn rụng rúng luôn vậy đó. Lượng máu các bạn nhìn từ xa vào thì trắng sát cây luôn. Không còn miếng máu nào. Đây, Uchaka này gắt thiệt á, cả nhà ơi. Cố lên. Ồ, con này Heroic và level tới 60. Lượng đam của con này nó khá là cao. Và nếu như mà sát thương nó X2 với cái thành viên Titan lửa này của mình đó thì thiệt tình là mình quýnh không lại. Ôi, đúng luôn các bạn ơi, quýnh không lại mọi người à. Con này nó quá khỏe đi. Anh em mình cố gắng hết sức luôn. Dồn hết sức mạnh vẫn không đủ sức để bế. Ui da da. Quá căng. Chỗ này thì thôi mình chịu rồi. Anh em mình sẽ ra ngoài ha. À lần này thì mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là lụm rương trước nha. Đây anh em trong tem ha, anh ta thì vô nhận thưởng nha mọi người. Đó. Và bây giờ thì anh em mình tiếp tục lót dép hóng xem là cái sự kiện tiếp theo nó sẽ đến với mình là sự kiện gì ha. Đây rồi, đây rồi. Nó chưa ra sự kiện. Rồi ở đây thì anh em mình có thể chơi mình đang có được tầm khoảng 200 điểm nha. Wow. Đó, ha, tay chơi là mình phải cố gắng là mình sẽ nổ tất cả những gì có thể. Ôi anh em mình lên level rồi. Yeah. Chỗ này thì mình sẽ cố gắng lấy cái con VR này về ha. Wow. Anh em mình lấy khóm trước đi. Khóm ở đây là mình thấy qua khóm này mình sẽ lượm được. Đó, 250 điểm luôn. Ui cái gương Mythicas. Thấy cái gương quy hiệu Mythi các bạn. Rồi chỗ này thì anh em mình ngó sơ coi cà đó thì trên bản đồ có rất là ít luôn ấy. Wow. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái đường đứng lên nè. Đây rồi. Ok. Đây đây đây, chúng ta sẽ có một đường ngang.
quá đẹp luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Ui chà chà, không biết mọi người chơi sự kiện này được đến đâu rồi. Hai anh Tây thiện tại đang nằm ở level 3 nha. Giờ này anh Tây hơi bận một tí ấy, cho nên nó là không có thời gian mà cày sự kiện nhiều. Đó, mình chỉ chia sẻ các bạn cách để chơi thôi ha. Anh em nào cày nhiều thì các bạn sẽ nhận được rồng VIP thôi. Wow, đây có một đường ngang nữa nè. Ui, lại có một đường ngang nữa đi. Wow, một ngôi sao năm cánh lại chờ đợi anh em mình nữa. Quá tuyệt vời. Ôi, bản đồ thì ở trên đây mình thấy là 5, 10, 12. Hiện tại đang có tầm khoảng 12 trái cà. À, mình thì đây, anh em mình sẽ gom tất cả những trái cà đi nha. Ngon lành. Wow, và các bạn ơi, ở đây sẽ có gọi là 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.